Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đang ở một cái quán Super Bad Joy. Đây là một trong những món ẩm thực được bạn mình là người dân địa phương ở đây rất thích ăn. Và mình sẽ vào mình ăn thử. Xem có giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bên trong quán bữa giờ mình chưa có ăn đặc sản ở Philippines nhiều. Đấy, hôm nay được anh bạn dắt đến đây ăn thử rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thử ra. Ngoài rất là ngon. Giống như là mì trứng ở Việt Nam nhưng mà cho có hương vị khác. Mình ăn thử rồi. Này có là một những đặc sản rồi. Này các bạn thấy nó giống như là mì gói, bánh ăn rồi. Wow, em sẽ chọn lên như này. Yeah. Gọi là bát choy. Bát choy. Bánh mì ăn còn ngay. Sao? Giống như là mì gói thôi. Họ sẽ bỏ trứng và miếng thịt gì đó lại. Đây các bạn ăn nó giống như là mì quảng nha. Có thịt súp này rất là ngon. Người ta đập cả một cái trứng luôn. Thật là hấp gì? Bít bò heo. Bít. This is a beef on pork. Beef. Thịt bò. Rất ngon này. Ở đây đa phần ở trong phần nấu ăn người ta sẽ dùng là thịt bò rất nhiều, rất nhiều thịt bò để cho món ăn nó. Mình thấy đa phần ở đây là đều dùng thịt bò. Cái nước rất ngon mà. You say again, name bát choy. Đây là bát choy mà. Bát choy. Nên là giống mì gói hơn. Đây người ta uống nước ngọt, người ta uống là chai miễn này các bạn. Không bỏ đá. Bỏ nhiều nha. Đây ngon. Cái vị nó khá là lạ của mình các bạn. Thấy là ok. Bây giờ ăn xong mình nữa đi tiếp sân thượng để quay thì các bạn có thể coi ở một clip tiếp theo mình sẽ up sau này. Nó ngọt. Các bạn nào có dịp mà đến Bacolod thì hãy ăn thử món bát choy. Chỉ đây là đâu nhỉ? Không biết rồi. Downtown Buffalo. Dạ. Yeah. Chỉ là ở Downtown Buffalo quán là Super Bad Joy House. Sẽ quay cho các bạn xem. Tôi như vậy có giá là tầm từ 35 đến 40 ngàn Việt Nam nha các bạn. Đây là tầm 70 đến 80 peso. Đây là anh bạn lột cổ gai của mình. How do you feel? How do you feel this? What? How do you feel? I'm happy. Yeah. Đây, đây là John Boy. Đến từ Hà Nội các bạn.
ok. Cái này ngon rồi. Ok, bây giờ mình sẽ up video nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.